bạn có biết sự nguy hiểm của thị trường chứng khoán anh có hiểu gió tanh mưa máu trên thị trường chứng khoán không thị trường chứng khoán tràn ngập cơ hội phất nhanh giúp bạn một bước lên trời bước vào xã hội thượng tầng thị trường chứng khoán cũng tràn ngập hiểm ác quỷ kế khắp nơi đầy cạm bẫy lốc xoáy khiến bạn rơi vào địa ngục luân hồi không thể xoay người muốn biết tất cả những điều này hãy đến đây bạn bè hãy đọc cuốn truyền thuyết thị trường chứng khoán được xây dựng ngay lập tức tác phẩm thông qua câu chuyện của một thanh niên vượt qua muôn vàng khó khăn trở thành một thế hệ cổ thần, nói cho bạn biết tất cả những gì xảy ra trên thị trường chứng khoán Trung Quốc. Tác phẩm mới ra lò, hoan nghênh mọi người đến tiểu thuyết cà chua đọc tác phẩm của tôi, hy vọng mọi người có thể thích, sự quan tâm của mọi người là động lực sáng tác của tôi, tôi sẽ cố gắng kể tốt từng câu chuyện. Chương 1 Có người nhảy lầu. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 2 Hôm nay là sinh nhật của ngươi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 3 Mưa gió xe taxi Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 4 Có nhiệm vụ mới Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5 Một cái cổ bình nhà Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 6 Kim tước đức gia chủ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Mưu đồ bí mật Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 8 Mua trước phòng lại mua xe Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 9 Lần đầu tiên lên đạo Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 10 Xảy ra chuyện Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét